Đây là bài 24 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của hội quán Tam Thế. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bạn thì sao? Nǐ nè? Uống cà phê. Hơ cà phê. Một. Y. Ba. San. Đi ngân hàng hay không? Chuy bố chuy yến kháng. Sách tiếng Trung. Trung文书。汉语书。Quyển sách này.这本书。Chúng tôi cũng vậy. 我们也是。欢迎。欢迎。Phan Thủy Dương. Phan Chuế Giáng. Xin hỏi quý tính của anh. Chính vận nín quầy xỉn. Người nước nào? Nà quốc nhân. Người Việt Nam. Việt Nam nhân. Người Trung Quốc. Trung Quốc nhân. Học tiếng Việt. Xuế xí Việt Nam ngữ. Xuế xí Việt Nam ngữ. Đúng không? Tuệ mà. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ thấy trong nghĩa cảm thấy. Chúa đó. Chúa. Chúa. Tờ. Tờ. Chúa đó. Chúa đó. Bạn cảm thấy. Nhì chúa đó. Nhì chúa đó. Các bạn cảm thấy. Nhì mân chúa đó. Nhì mân chúa đó. Bố mình cảm thấy. Của ba bà chúa đó. Của ba bà chúa đó. Thầy giáo Vương cảm thấy. Wang lão sư chế đờ. Wang lão sư chế đờ. Lâm cảm thấy. A Lín chế đờ. A Lín chế đờ. Thủy Dương cảm thấy. Chuy Yang chế đờ. Chuy Yang chế đờ. Trương Đông cảm thấy. Trang Đông chế đờ. Trang Đông chế đờ. Bạn cảm thấy quyển sách này tốt không? Nhì chế đờ trẻ bẩn su hào mắc. Nǐ jiǔ de zhè bǎn shū hǎo ma? Tôi thấy rất vui. Wǒ jiǔ de hěn gào xìng. Bạn cảm thấy tiếng Trung khó không? Nǐ jiǔ de hàn yǔ nán ma?
你觉得中文难吗？Rất khó. Hẳn nán. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ đặc biệt. Thừa bỉa. Thừa. Thừa. Bỉa. Bỉa. Thừa bỉa. Thừa bỉa. Rất đặc biệt. Hẳn thừa bỉa. Hẳn thừa bỉa. Hôm nay rất đặc biệt. Jīn tiān hěn tè biě. Jīn tiān hěn tè biě. Bạn rất đặc biệt. Ní hěn tè biě. Ní hěn tè biě. Tên rất đặc biệt. Miếng từ hẳn thừa bỉa. Miếng từ hẳn thừa bỉa. Đặc biệt là thừa bỉa sư. Thừa bỉa sư. Đặc biệt là tiếng Anh. Thừa bỉa sư yên ủy. Thừa bỉa sư yên vấn. Đặc biệt vui mừng. Thừa bỉa cao xinh. Đặc biệt khó. Thừa bỉa nán. Thừa bỉa nán. Đặc biệt tốt. Thừa bỉa hảo. Thừa bỉa hảo. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ chữ Hán. Hàn chữ. Hàn. Hàn. Chữ. Chữ. Hàn chữ. Hàn chữ. Chữ Hán rất khó. Hàn chữ hẳn nán. Hàn chữ hẳn nán. Chữ Hán đặc biệt khó. Hàn chữ thừa biến nán. Hàn chữ thừa biến nán. Học chữ Hán. Xuế Hàn chữ. Xuế xí Hàn chữ. Đặc biệt là chữ Hán. Thừa biệt sư Hàn chữ. Thừa biệt sư Hàn chữ. Rất khó, đặc biệt là chữ Hán. Hẳn nán, thừa biệt sư Hàn chữ. Hẳn nán, thừa biệt sư Hàn chữ. Bạn thấy tiếng Trung khó không? Nǐ jiě de hàn yǔ nán ma? Nǐ jiě de zhōng wěn nán ma? Rất khó, đặc biệt là chữ Hán. Hǎn nán, tè biě shì hàn zì. Hǎn nán, tè biě shì hàn zì. Bài học này đến đây là hết.